Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với BDF.vn để đón xem trận đấu chung kết. Trận đấu chung kết của thể thức đơn nam giữa Aloy Siadjap và Zielinski. Vâng, có lẽ là một kết quả bất ngờ với khá nhiều người khi Fenerbahce đã phải nhận một thất bại trước Aloy Siadjap. Cầu thủ người Singapore có một lối đánh rất lì lợm. Những cú đánh chắc tay. Comeback trở về từ cõi chết đến từ Aloy Siadjap và giúp cho tay cờ sinh năm 96 có mặt ở trong trận chung kết này để đối đầu với Zielinski. Fedegos thì đã bị loại bởi chính Aloy Siadjap, nhường lại bi cho cơ thủ người Singapore sau khi Aloy Siadjap đã lựa chọn cho mình một cú đánh an toàn. Fedegos đã có một trận đấu phải nói là cực kỳ mãn nhãn với Aloy Siadjap khi ở ván thi đấu, chính xác là ở set thi đấu đầu tiên. Fedegos dẫn Aloy Siadjap là 4-0. Nhưng sau đó sang với ván, xin lỗi các bạn, đó là set thi đấu thứ hai. Khi sang với set thi đấu thứ hai thì Fedegos đã bị Aloy Siadjap lật ngược tình thế với tỷ số là 4-3. Và đến set thi đấu cuối cùng thì Trần Mạnh Thiên Tử gọi tên Aloy Siadjap. Có vẻ như đang là một tình huống muốn dò cho mình con bi mục tiêu số 10 đến từ Zielinski thì phải. Và đây mới chỉ là ván thi đấu đầu tiên của set thi đấu đầu tiên mà thôi. Cú dò 10 không thành công. Đó là một cú cộng thì đúng hơn. Cộng 10 không thành công rất đáng tiếc cho Zielinski. Và cơ hội là vẫn còn nguyên dành cho Aloy Siadjap. Rõ ràng là trong một ngày mà sự thi đấu lì lợm đến từ Aloy Siadjap thì Fedegos nhận một thất bại nó là điều cũng dễ hiểu mà thôi. Không có gì khó hiểu cả. Sau khi đó thì ngày thi đấu hôm nay cũng là một ngày thi đấu mà Zielinski cũng có một đôi bàn tay rất ấm. Không được rồi. Một tình huống chạy đạn có lẽ là đã hơi không ổn lắm dành cho Aloy Siadjap. Và chiếc gậy nhảy đã được lấy lên tay của Zielinski. Rất chính xác. Nhưng còn bị cán đã lăn ở một vị trí không thực sự là quá đẹp dành cho Zielinski sau tình huống nhảy bi vừa rồi. Zielinski nghe tên giống tổng thống của Ukraine, Zelensky.
mấy lần là tôi đọc nhanh nó suýt nhầm, vừa gọi lỗ cho mình bên phải, nhưng đó là một tình huống đánh cũng chưa thực sự là quá tốt đến từ Zielinski. Có lẽ là xử lý hơi vội vàng. Nếu như Zielinski bình tĩnh hơn thì hoàn toàn có thể nghĩ đến cho mình một pha chạm đi và cố gắng đánh thủ. Thì ngày hôm nay thì đối thủ của anh là Aloysius Giáp vừa có một buổi tối đánh rất bay. Tiếp tục là một cú thủ bi nữa. Một tình huống thủ bi của Aloysius Giáp trong pha thi đấu này. Con bi mục tiêu số 2 thì đã có thể ăn được, nhưng với hình bi đó là một hình bi hơi khó điều. Nên Aloysius Giáp đã chủ động đánh thủ bi để nhường lại cơ hội cho Zielinski. Zielinski. Cú sút tê của Zielinski nhưng nó cũng là một cú sút tê không thành công. Đánh rất nhanh, không phải suy nghĩ gì cả. Vào là đánh luôn. Nếu như là một cơ thủ khác thì có lẽ là đã không thể góp mặt trong trận chung kết ngày hôm nay rồi. Nhưng Aloysius Giáp thì lại khác. Mặc dù bị dẫn trước tới tả tơi ở trong set thi đấu đầu tiên nhưng anh vẫn có thể comeback được. Đấy. Thậm chí là đã có một ván thi đấu mà Giáp và Federgot đánh cờ với nhau. Cả hai cứ trao qua đá lại con bi mục tiêu số 1 cho tới khi một trong hai phải chấp nhận đầu hàng. Tình huống cộng 9 thành công cho Aloysius Giáp và trên bàn chỉ còn lại 6 bi mục tiêu mà thôi. Nối dài chiếc gậy của mình ra để có thể có một cầu tay tốt hơn. Không biết anh em như nào nhưng mà cá nhân mình thấy Aloysius Giáp có một cái khuôn mặt khá là giống một ca sĩ của Việt Nam. Những bài hát rất nổi tiếng từ khá lâu rồi, như là Khát vọng thượng lưu, Dương Đình Vũ thì phải. Nhìn rất giống. Bằng cộng luôn con 5 và con 6. Quá đơn giản với Aloysius Giáp mà thôi. Nguyễn Đình Vũ à? Ừ đấy đúng rồi, là Nguyễn Đình Vũ các bạn ạ. Vâng. Chỉ nhớ mình không tốt lắm. Nói là khá lâu rồi. Đình Vũ chắc phải tầm 6 năm về trước rồi đấy nhỉ? 6 năm về trước rồi đấy. Và Nguyễn Đình Vũ của Singapore chỉ còn lại cho mình 2 bi mục tiêu với điểm số đầu tiên ở trong set thi đấu đầu tiên này. Cú bi rất tây. Sẽ không có một khó khăn nào nữa cả. Con bi cái như đặt rồi. Anh em cũng bảo là giống Đình Vũ. Chính xác rồi. God sẽ không ở nơi này. Giáp biết. Phải bắt đuôi cho ai đây? Nhưng không sao, không có gót thì đã có Zielinski. Zielinski. Và đây là trận chung kết các bạn ạ. Đây là trận chung kết. Đúng vậy, ngày hôm nay thì là một ngày thi đấu mà đánh một con 6 vượt qua kỳ vọng của mọi người. Và sau đó là đánh một con 8 cũng vượt qua luôn kỳ vọng của mọi người đến từ Fedegos. Anh đã nhận một thất bại.
Ngay từ đầu thì mình cũng nói là Zelensky là có cái tên khá giống tổng thống của Ukraine, đó là Zelensky, đọc nhanh thì dễ dễ là nhầm Zelensky. Ván thi đấu thứ hai của set thi đấu đầu tiên và người nhận được quyền phá bóng đó chính là Aloisi Giáp Vũ, ca sĩ người Singapore. Một cú phá bóng tốt. Và như vậy đã có bi mục tiêu số 2 dành cho Aloisi Giáp. Cũng tội cho Zielinski khi mà hai lần cơ thủ này đứng dậy thì đó là hai lần mà cơ thủ này phải cầm cho mình chiếc gậy nhảy. Và như vậy là quyết định thì Aloisi Giáp cũng sẽ tung ra một cú sút tê trong tình huống bi này. Hôm nay thì nhìn Zielinski có vẻ là tay khá ấm. Nhưng mà rõ ràng thì Aloisi Giáp không phải là một đối thủ mềm. Các bạn cứ tưởng tượng bây giờ các bạn đi học và các bạn gặp một ông vừa mới đấm thắng ông trùm trường xong. Đấy. Thì các bạn phải đánh nhau với ông đấy thì các bạn có thấy run không? Có chứ. Giáp vừa mới đấm vào mồm của Fedegot xong. Bây giờ Zielinski gặp Giáp thì phần nào đó cũng sẽ phải hết sức cẩn thận. Có thể là cũng không đến mức gọi là cóng hay là hoảng sợ. Nhưng những tình huống đánh mà chắc chắn như thế này của Giáp phần nào đó khiến cho Zielinski cảm thấy khó chịu mặt tâm lý. Tiếp tục là một cú thủ bi nữa đến từ Aloisi Giáp. Vâng, anh em nói tôi cũng mới để ý là Aloisi Giáp cũng rất giống anh Hiếu Lợn. Đúng. A băng tìm ba không thành công. Không biết là có còn đường không. Chờ những động thái đến từ Aloisi Giáp mà thôi. Giáp đánh thì tính toán rất nhiều nhưng mà nhìn Zielinski đánh nhảy nhảy nhảy. Zielinski cứ ra phát là chạm gậy luôn, ra phát là chạm gậy luôn. Cảm giác là đánh rất nhanh. Zielinski đánh hơi vội. Như vậy là đường chạm vẫn còn nguyên và Aloisi Giáp có được cho mình đi mục tiêu số 3. Vâng, thực sự là một ngày thi đấu mà Aloisi Giáp rất kinh nghiệm và bản lĩnh. Điểm số thứ hai thì không phải là gần nhưng nó cũng không phải là xa đối với Aloisi Giáp. Nói đến việc là Giáp giống ca sĩ Đình Vũ thì ca sĩ Đình Vũ có ca khúc Khát vọng thượng lưu, còn khát vọng của Giáp trong trận thi đấu này tất nhiên sẽ là chức vô địch rồi. Và nếu như vô địch với một chiến thắng 2-0 thì nó sẽ là ngọt ngào hơn rất nhiều dành cho tay cơ người Singapore. Điều 7 quá nét. Ngồi ngoài thì bắt đầu là Zielinski đã cảm thấy hơi bị gò bó tay chân rồi, đang phải đổi tư thế liên tục.
Này thì còn cái gì để mà đánh nữa đây? Còn cái gì để đánh nữa đâu hả các bạn? Chắc là đẩy nhẹ lên nhỉ? Đẩy nhẹ để ăn người. Đúng là như vậy. Còn cùng một tình huống xử lý như thế thì tôi sẽ đẩy con cái vào lỗ luôn. Còn các bạn có thể nhìn thấy giáp đẩy như đặt. Và con 10 này chắc chắn sẽ là điểm số thứ hai dành cho Aloysius Giáp rồi. Tôi lên dẫn trước 2-0 ở trong set thi đấu đầu tiên bởi cơ thủ người Singapore. Aloysius Đình Vũ nếu lợn xem Messi Giáp. Mà tên hơi dài các bạn. Không nhìn giống thật. Lúc đầu thì tôi chỉ nghĩ là giống ca sĩ Đình Vũ thôi. Do các bạn bảo là giống anh Hiếu Lợn, tôi lại cũng thấy giống Hiếu Lợn. Cũng thấy giống anh Hiếu Lợn nữa. Chết. Lỡ mồm mà giống Hiếu Lợn đấy. Nghe anh Độ nhiều. Lỡ mồm, lỡ mồm. Aloisi Hiếu Vũ. Vâng. Và đây là tình huống phá của cơ thủ Aloisi Hiếu Vũ. Trong ván thi đấu thứ ba của set thi đấu đầu tiên. Tạm thời thì Aloisi Hiếu Vũ vẫn đang dẫn trước 1-0. So với những gì mà Zielinski bên phía bên kia đang có. Một rất dễ dàng dành cho Zielinski mà thôi. Và không biết là cơ thủ trẻ của chúng ta có định làm một cú cộng không? Ôi thôi cộng rồi các bạn ạ. Cộng rồi. Dám nghĩ, dám làm, dám cống hiến. Đánh rất nhanh. Và Alexi Hiếu Vũ ở bên phía bên ngoài đang phải nín thở để chờ đợi tình huống cộng này đến từ Zielinski. Không, đó không phải là một pha cộng mà đó sẽ là một tình huống chạy đà. Cứ gọi cho vui, dọa tí. Hết hồn à. Làm người ta hết hồn à. Phá xong thì đi vẫn khó. Zielinski đánh cũng rất tín rồi. Nhưng thực sự vào đến chung kết này thì đang hơi khoai. Nhìn Aloisi Giáp có vẻ là Aloisi Giáp nhìn có vẻ là mềm mọng đấy, nhìn thế thôi, thực ra thì khá là xương đấy, khá là xương dành cho Zielinski các bạn ạ. Sẽ phải làm một cú A2 băng để tìm kiếm đi mục tiêu số 2, và đó là một cú A2 băng thành công. Ui cái gì, con cái còn xoay về đến tận cửa lỗ luôn ạ. Dã man chưa? Đó mà chết cái thì không nói, nhưng mà cái dừng ở cửa lỗ thì là một tình huống đánh hay. Từ Aloisi Aloisius Giáp. Hồi nãy anh em nào trên kênh bảo Aloisi Hiếu Vũ rồi mồm tôi nó cứ nhảy Aloisi Hiếu Vũ thôi. Rất hay. Một tình huống nổi cái lên ngược lại ở phía giữa bàn để có thể có cho mình bi mục tiêu số 4 này. À, phương án có lẽ là khả dĩ nhất dành cho Zielinski rồi. Tiếp tục sẽ là một con năm lỗ năm nữa đến từ Zielinski. Rất hay. Năm và bảy sẽ chung một lỗ. Với 6 ở lỗ 10. Chắc chắn là 6 lỗ 10 không thể đánh ra lỗ khác được nữa rồi.
đang ke xem đánh con 7 này có ổn không. Quá nhẹ nhàng dành cho Zielinski, rất thanh thoát, đúng là được đứng dậy cầm vào cái gậy cái thì mọi thứ nó sẽ khác biệt hoàn toàn với chàng trai trẻ của chúng ta. Cảm giác là Zielinski đánh rất là nhanh nha các bạn. Có ngắm nghía vẫn có đo đạc nhưng mà nó không phải là một cái lối ngắm nghía và đo đạc quá nhiều đấy các bạn nhìn. Vào bộ rất nhanh. Gậy là tới ngọn luôn. Và bi mục tiêu số 10 dành cho Zielinski. Điểm số đầu tiên ở trong set thi đấu này. Và nhanh như điện giật là có thật. Zielinski này người Ba Lan châu Âu dạo này cũng chắc là thiếu điện thiếu ga nên là đang nhanh như điện tiện như ga ở đây, cứ là phải băm nhanh tốc độ đánh nó mới cảm giác được. Nhưng cú phá này là một cú phá không tốt và thiếu đi may mắn của Zielinski. Một nằm ở một chỗ rất dễ sơi dành cho Aloy Shinjap. Và con bi mục tiêu số 2 cũng không phải là một bi mục tiêu quá khó. Chắc là vẫn có thể chém được con 2 vào lỗ 5 dưới này. Quan trọng là giải hình 3 và 4 thôi. Một mũi cậy thấp dành cho Aloy Sierchap. Ôi, chốt quá mạnh rồi. Một cú chốt quá mạnh nhưng lại thành một cú bắt đuôi. Không sao, nãy giờ thì Zielinski tỏ ra mình là một người chơi nhạc nào cũng nhảy, có lẽ là trừ nhạc phụ, nhạc mẫu và nhạc mất quần thôi. Tình huống này thì lên con beat này của Zielinski vẫn có thể nhảy được. Aloysius Giáp đã ra trách. Nếu như mà còn đường thì có thể tính đến một cú đánh phòng thủ cũng được. Nhưng như vậy là quyết định lấy chiếc gậy nhảy rồi. Đây là cú nhảy của Zielinski. Rất nét. Hình con bi số 2 này vẫn đang là hơi khó dành cho Zielinski. Có vẻ như là Zielinski đang muốn có một cú vuốt má sau khi mà anh chàng này đã vừa chỉ cho mình cái lỗ 5 bên phía bên phải. Quá nét đến từ Zielinski. Oh my god. So professional bro. So beautiful. Không nhờ với người Ba Lan được các bạn ạ, không nhờ với người Ba Lan được.
Đánh quá nhanh đến từ Zielinski ở đây. Những tình huống vụt cứ phải gọi là tanh tách. Cảm giác đánh hai ván của Zielinski chắc cũng chỉ hơn Giáp đánh một ván thôi. Hơn Giáp đánh một ván một tí. Thời gian đấy các bạn. Quá nhanh. Chaner đầu gậy nhìn điểm chết và đánh. Những tình huống tung đòn cứ phải gọi là căng đét đến từ Zielinski và coi như thì mọi thứ sẽ hết. Những tình huống này là một tình huống mà có vẻ như tay cờ người Ba Lan đã có một cái chưa quá tốt. Vài những cái lắc đầu nhẹ nhẹ và những biểu cảm hơi thất vọng với cú đánh của mình. Zielinski bảo sai thì sửa chữa đẻ, đánh thế này thì chịu rồi. Đánh thế này là quá đỉnh cao đấy từ Zielinski rồi. Nhanh mạnh chính xác là những gì mà Zielinski đang có ở thời điểm hiện tại. Và thực sự là Alexander cũng đang thấy hơi tái ở bên phía bên ngoài bàn bia kia. Ở đó điểm số thứ hai dành cho Zielinski ở trong set thi đấu này. Kết quả là hai đều. Mở ra một cái thôi thì Zielinski ngay lập tức chứng minh khả năng và thực lực của mình. Một cú vuốt hai quá đẹp để có thể mở toang cái bàn ra. Và một hình giải là cực kỳ tốt dành cho Zielinski. Đánh quá banh cuốn. Vâng, anh em ở bên Facebook bảo là cũng là một tài năng trẻ của Ba Lan. Vâng, như đánh thế này mà không phải là tài năng trẻ nữa thì còn như thế nào mới là tài năng nữa phải không các bạn? Đúng không anh em? Quá nét luôn. Cú cậu có một lối đánh phải nói là vô cùng nhanh. Nhanh rồi lại còn chính xác nữa thì là cực kỳ bánh cuốn. Mà cú phá này thì hơi toang rồi. Mà cú phá hơi toang mặc dù là có bi mục tiêu dành cho Zielinski nhưng hình bi ở gần khu vực mâm phá đang hơi xấu. Lắc đầu lần thứ ba sau cú phá của Zielinski. Với những tình huống bi như thế này thì phải nở một nụ cười thật tươi. Và phải cười trước đã chứ biết làm thế nào được. Vậy là Zielinski vẫn sẽ tung ra cho mình một cú dứt điểm con bi mục tiêu số 1 này. Và sẽ cố gắng đưa con cái về phía này để làm một điều gì đó. Yes. Cú đánh thủ đến từ Zielinski chăng? Nhưng mà cái nằm đây thì vẫn có thể đưa hai về sát năm được. Một con cái nằm ở đó bắt buộc là phải phá một con bia trước. Đó là bi mục tiêu số 7 được chọn. Zielinski. Sự căng thẳng trong ván thi đấu này nó vẫn còn nguyên. Và Aloysius Jab được cầm cái gậy của mình lên rồi. Nhưng đây là cú đánh mà có lẽ vẫn chỉ là một cú đánh phòng thủ đến từ Aloysius Jab thôi. Đang quá sát bi mục tiêu số 4. Không thể dùng chiếc gậy của mình và tung ra một cú sút tê được. A băng giò 2. Vâng, như vậy thì là phạm lỗi chiến thuật rồi. Đúng cái lúc đấy tôi bị lag các bạn ạ.
Nhìn cái hướng gậy của Zielinski có hướng về bên phía bên phải nhưng lại tôi lại không nhìn thấy gì. Xoay hẳn 3 lần luôn cho chắc. Đến lúc hết hình xoay rồi thì chúng ta đã có một tình huống đó là phạm lỗi chiến thuật của Zielinski. Đưa 4 về sát 7. Rất chíu khọ bởi vì bi mục tiêu số 4 sẽ là bi mục tiêu mà Aloy Sergeant phải giải quyết sau khi có được mình bi mục tiêu số 2. Nếu tôi không nhầm thì vừa rồi Alex Upchap đã gọi cho mình bi mục tiêu số 9. Gọi bi 9. Liệu rằng có một cú 2 cộng 9 bằng 3 hay không đây? Có lẽ gọi bi 9 với ý định là đã giải hình được cái bàn này rồi. Và nếu đã giải được hình thì có thể sẽ là một không. Đó là một tình huống mà vẫn còn nguyên đường để ăn cho mình bi mục tiêu số 2 chứ không phải là gọi 9. Rất xin lỗi các bạn. Với góc nhìn vừa rồi thì tôi đã không nhìn ra được. Để cho Giáp lại tiếp tục lắc đầu với con 6 đã bị ở phía cửa lỗ của con 4. Nhưng đây là một tình huống mà Giáp vẫn có thể vuốt má con 4 được. Ở bên ngoài thì Zielinski đang tỏ ra khá thoải mái. Pha vào bộ mà tôi thấy tự nhiên đứng yên hình tôi lại bị lag tiếp. Giấu cái thành công. Giấu kỹ thế nhỉ? Đo rồi, như vậy là sẽ có một tình huống A băng đến từ Zielinski để có thể tìm được cho mình bi mục tiêu số này. Đó là một cú A băng thành công. Phá thế thủ của đối phương và đưa ra một hình bi thủ mới. Đó là gì mà Zielinski vừa làm. Một bài toán được đưa ra bởi Aloysius Chap. Sau đó thì Zielinski không những giải mà lại còn là ra đề ngược lại cho người anh của mình. Tiếp tục ra đề. Vẫn đang là những tình huống ra đề rất căng của Aloysius Chap và Zielinski mà thôi. Và tình huống này là một tình huống xấu cũng cực kỳ hay đến từ cơ thủ người Singapore. Sẽ là một cú áp phê đến từ Zielinski và rất đáng tiếc khi mà nó lại là một hình bi thủ nữa. Tôi nghĩ rằng là pha thi đấu vừa rồi thì có thể có 7 nó sẽ dừng lại ở cửa lỗ nhưng không, nó đã lăn đến sát băng bên phía bên trên và lại là một hình bi thủ nữa dành cho Zielinski. Quá căng thẳng, cả hai đều đang đánh cờ một cách cực kỳ nghiêm túc ở trong cái ván thi đấu này, mặc dù thì đây mới chỉ là ván thi đấu thứ năm của set thi đấu thứ nhất mà thôi. Sẽ giáp điều con cái về phía băng dưới. Thêm một lần nữa. Với việc đối đầu với đối thủ đánh theo cái thiên hướng ma tốc độ như là Zielinski thì Aloysius Chap đang muốn khiến cho đối thủ của mình phải chậm lại nhiều, đánh bằng cách đánh chiến thuật giấu bi các thứ để bắt cho Zielinski tính toán và bị cuốn theo lối chơi của Chap. Thì đấy là tôi nghĩ như vậy thôi. Còn ô kìa, đứng, trời ơi, quá đáng tiếc dành cho Zielinski. Đã có một tình huống xấu rất kỹ rồi nhưng cái nó lại lao đầu xuống lỗ.
quá đen. Đang tiếp tục đánh cờ đây mà thôi. Vừa rồi thì đã gọi lỗ 5 bên trái và có vẻ như sẽ là một tình huống A2 băng để tìm lại cho mình bi mục tiêu số 4. Vâng, cùng nhau tìm lại bi số 4 nào. Không thành công. Quá khó cho Zielinski. Mặc dù đó là một cú A2 băng để tìm bi mục tiêu nhưng mà Zielinski vẫn đánh nhanh. Nếu như mà hỏi là ai là người đánh nhanh thì Zielinski có thể tự hào nói rằng em là người đánh rất nhanh. Còn trúng hay không thì còn nên xui. Với cái tình huống thủ kín như thế, đang muốn bắt thêm một đuôi nữa đến từ Giáp không? Như vậy là Giáp quyết định đánh luôn rồi, vì đã là quá đẹp. Để có thể kết thúc đi bàn thi đấu này. Có 5 lỗ 5 nhẹ. Để có thể có cho mình bi tiêu số 6. 7 đã nằm sẵn ở cửa lỗ 10 rồi. 8 giữa bàn đánh đâu cũng được. Tiếp tục sẽ là một cú kéo cái một băng nhẹ lên gần giữa bàn nữa. Hai băng luôn cho nó chắc chắn. Đúng là kẻ đánh bại Fedorov. Quá tự tin. Hai ván thi đấu vừa rồi thì Zielinski đã có một phong cách thi đấu rất quật cường. Giữ nguyên bản sắc với những cú đánh nhanh. Nhưng bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nào cho Zielinski nữa. Cái bàn này đã hết. Hết nước chấm. Giáp chấm hết rồi còn đâu nữa. Có bi chín biến mất luôn trên bàn. Một tình huống đánh rất mạnh, bi chín biến mất nhưng bi cái đã lăn vào lỗ rồi. Một tình huống xử lý mà Aloysius Giáp đã đưa con bi cái của mình về một vị trí ăn chín là hơi khó để có thể điều. Và đôi khi thì nhanh quá cũng không tốt và đôi khi thì mạnh quá cũng không tốt. Điển hình thì đó là con 8 của Fedor Goss vào rạng sáng nay và bây giờ thì là con bi số 9 của Aloysius Giáp. Có một cái câu ở Việt Nam mà không biết là ở bên Singapore thì có không? Đấy là câu cốc mò cò sơi. Và nó vô cùng đúng trong tình huống vừa rồi của Aloysius Giáp. Anh mò hết bi trên bàn rồi. Nhưng cuối cùng người sơi thì đó lại là Zielinski. Và thậm chí là tình huống phá lần này còn tạo ra một con bi số 1 cũng rất là khắm khú dành cho Aloysius Giáp. Giờ thủ bi không được rồi, chỉ có đánh an toàn thôi.
một vẻ mặt đang hơi đăm chiêu và chán nản đến từ tay cờ người Singapore. Giáp sẽ lựa chọn gì đây? Vâng, như vậy là chổng đít gậy về phía máy quay thì sẽ là một cú đánh an toàn của Aloysius Giáp. Quá khó để có thể cấp ra cho mình một cú đánh thủ khi mà bi nó đã như vậy rồi. Đến lượt Zielinski cũng đang phải đứng suy nghĩ sau cú chuyền cái. Người Anh với Philippines chứng kiến. Vâng, anh chặt thì mời anh sơi. Và Zielinski sẽ không gắp miếng này. Một tình huống không côn băng lắm đến từ con bi cái của Aloysius Giáp, nhưng nó là một con bi đường xa. Xử lý an toàn đánh phòng thủ mà cú thủ này hơi phơi mất rồi. Cú đánh của Aloysius Giáp trồ rất đẹp. Dù sao thì bi mục tiêu xuống. Điều kìa. Trời ơi. Điều quá nét luôn. Thật sự. Điều quá nét các bạn ạ. Đánh nhanh quá, đánh nhanh quá rồi. Rõ ràng với thái độ trên khuôn mặt vừa rồi của Zielinski thì cầu thủ người Ba Lan đã tỏ ra khá tiếc nuối. Hoặc có thể đó chỉ là một tình huống tiếc nuối chiến thuật đến từ Zielinski mà thôi. Cộng không? Hình như là con bi này là con bi mà vẫn có thể là có đường riêng dành cho con ba chứ. Bốn thì đã ở ngay phía sau rồi. Mọi quyết định thì vẫn nằm trong tay của Aloysius Giáp mà thôi. Nên nhớ rằng người đang có được điểm hưu trước ở trong ván thi đấu đầu tiên này đó chính là Zielinski và Aloysius Giáp đang phải bám đuổi. Có vẻ như đây sẽ là một tình huống đánh thủ bi. Đúng là như vậy. Con đường. Con đường và tự tin chém mỏng thì Zielinski có thể xử lý được. Băm luôn em ơi. Bắt đầu chậm lại rồi, Zielinski bắt đầu chậm lại rồi. Một vài những tình huống mà Zielinski cần phải tính toán kỹ càng hơn. Với bi mục tiêu số 3 vừa được Aloysius Giáp đánh rất khó chịu và một cú cắt cái vào sau lưng 4. Trước đó Zielinski đã xuống sẵn cái con cái đấy rồi. Một tí nữa thì ngồi nhầm cả ghế. Trời ơi. Zielinski đang khá tỏ ra khá hài lòng với cú giấu bi của mình. A bằng tìm kiếm con bi mục tiêu số 3, gọi cho mình lỗ 5 bên trái. Vẫn chạm được thành công bi mục tiêu số 3 nhưng bây giờ là một bi số 3 rất phơi dành cho Zielinski. Và thậm chí là đến từ Aloysius Giáp nữa.
Số 3 và bi cái đã chạm nhau, nhưng tất cả đều nằm lại ở trên bàn. Không có bi nào lao vào băng cả. Không còn khó khăn gì với 3 và... Xin lỗi các bạn, đó là 4 và 5 ở đây nữa, khi mà Zielinski đang rất tự tin. Form bi này là rất thẳng dành cho Zielinski để có thể xử lý được bi cái và bi mục tiêu số 6. Đó là một tình huống sử dụng cho mình kỹ thuật rất cơ bản thôi. Kỹ thuật auto chausse để mang con bi cái này về và đơn giản là bi số 6. Sau đó sẽ làm cú xử lý với bi số 7 ở lỗ 5 bên dưới. Điểm số đầu tiên ở trong trận thi đấu này đã gần Zielinski hơn bao giờ hết. Tất cả chỉ còn phụ thuộc vào đôi tay của Zielinski nữa mà thôi. Nhẹ nhàng một băng ra lại 9. Có thẳng không ạ? Bảo nếu như là tiếp tục làm một tình huống thẳng nữa thì lại ô tô chô xê thôi. Quá nghệ. Quá nghệ. Zielinski là người Ba Lan nhưng tình huống đánh vừa rồi của anh thì thật sự là vô cùng trương nghệ mưu. Điểm số đầu tiên ở trong trận thi đấu này đã thuộc về Zielinski rồi. Kết quả là 4-2, mặc dù là Alois Jerngrav đã rất cố.
Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh sóng của PDS Vun VN và chúng ta chuẩn bị đến với set thi đấu thứ hai. Trận chung kết giữa Zielinski và Aloysius Jepp. Set thi đấu đầu tiên thì đã kết thúc với một kết quả là 4-2 về cơ thủ người Ba Lan rồi. Hôm nay là một ngày thi đấu mà phong độ của Aloysius Jepp cũng là rất tốt, nhưng đối thủ của anh Zielinski đang khá là vào tay. Một đôi tay đang rất ấm. Một tình huống phá bi tốt lắm ở trong ván thi đấu của set thi đấu thứ hai này đến từ Zielinski. Đang phải suy nghĩ đến việc là sẽ nhảy luôn với bi mục tiêu số 1 hay là sẽ có cho mình một cú đánh an toàn đây. Vậy Jab sẽ quyết định tung ra một tình huống đánh an toàn. Đang phải nhìn lại vị trí không bị cáo đặt vào. Bị cái rất sát. Một con cái rất cồn và Zielinski đã quyết định là nhường quyền đánh lại cho Aloysius Jepp. Người Singapore đang muốn gọi cho mình bi mục tiêu số 2. Có vẻ là như vậy. Rất hay. Có được bi mục tiêu số 2 rồi thì vẫn có thể tính đến cho mình một pha thủ bi với con bi mục tiêu số 1 này. Đang phải suy nghĩ hơi nhiều bởi vì dù sao thì trong những trận thi đấu, chính xác trong những ván thi đấu của set thi đấu đầu tiên, những gì mà Zielinski thể hiện mỗi lần cầu thủ người Ba Lan có được cơ hội đánh đều rất khủng khiếp. Bây giờ thắng về được góc rồi mà lại thua ở chung kết thì thực sự là một điều rất đáng tiếc với Aloysius Jepp trong ngày thi đấu hôm nay. Gọi ngay lỗ 5. A bằng tìm 1 rồi. Chỉ đặt gậy xuống đo thì là đánh. Đặt gậy xuống đo là đánh, không nói nhiều. Rất ít nói đến từ Zielinski. Trời ơi. Quá đáng tiếc dành cho cầu thủ người Ba Lan. Anh rất ít nói. Nhưng anh cũng rất ít khi đỏ. Không dưới một lần trong ngày thi đấu hôm nay, Zielinski đã tỏ ra là khá đen đủi với những cú đánh của mình. Một tí nữa thôi thì đã gọi là rất hay rồi. Quá đáng tiếc cho Zielinski. Nếu như đó là một cú đánh thành công thì không còn gì phải nói nữa rồi. Rõ ràng thì ngồi ở bên phía bên ngoài, Zielinski cũng đang tỏ ra rất tiếc nuối. Còn ở bên phía bên trong bàn này thì Aloysius Jepp
đang bóp nghẹt đi từng con bi. Một hình bi mà Alo Chiếc Cháp chắc là sẽ lấy nó như đi chợ thôi. Điều cái lấy từng con bi một. Nó đánh mượt như thế này cơ mà. Đánh mượt như thế này thì làm gì mà còn cơ hội nào ở cái ván thi đấu đầu tiên này nữa. Ra nhẹ thôi là đã có 8 dành cho Alloy Sherjap rồi. Zielinski đang tỏ ra hơi buồn bã và chán nản một chút. Mặc dù được không có sâu, cơ thủ cầm ở đây. Chín và 10 sẽ được Alloy Chiết chôn vào cùng một lỗ mà thôi. Điểm đầu tiên trong set thi đấu thứ hai này chuẩn bị thuộc về Alloy Chiết. Không có bất kỳ một sai lầm nào cả. Chúc mừng cơ thủ người Singapore. Lần nữa thì Giáp vươn lên dẫn trước. Giáp là chân mệnh chân tử mà. Đánh Feather God 4-0 còn lật được nữa, huống chi là 4-2 với Zilis. Trận đấu này thứ hai vẫn chưa thể đá ngắn đâu. Feather God bị ai loại à? Feather God bị chính Alloy Sheer loại nha các bạn. Xem trận một à chứ xem set một của Feather God và Sheer rất nhàn. Nhàn cả bình luận viên lẫn khán giả lẫn cả đội ngũ editor rồi thì kỹ thuật viên làm giải luôn. Đánh vèo cái 4-0 sang trận 2. Chính xác là sang set thi đấu thứ hai thì bắt đầu mọi thứ nó mới trở nên hấp dẫn. Lúc đó thì đôi tay của Giáp dần ấm lên và cái đầu của Giáp dần lạnh đi. Một đôi tay ấm và một cái đầu lạnh là những gì mà một cơ thủ Bidas rất cần trong những trận đấu căng thẳng. Sau đó và không có sau đó nữa. Feather God chính thức bị loại bởi Alloy Sheer Giáp. Vâng, bi số 2 đã vào lỗ. Hình bi quá tơi. Cú phá vừa rồi mà bi số 2 không lăn vào lỗ hoặc nó nằm ở cửa lỗ 10 thì sẽ rất là đáng tiếc dành cho Aloysius Giáp ở đây. Tự nhiên tôi đã có một cái linh cảm là Aloysius Giáp sẽ có thể lật kèo được. Aloysius Giáp trở về từ đống tro tàn. Đừng nói với tôi là Giáp đang có một ánh mắt nhìn năm để cộng 10 nhá. Nó xa như thế này cộng là không tốt lắm. Mà toàn có thể xử lý con năm ở một chỗ khác. Như vậy vẫn là một cái ý định gì đó đến từ Aloisi Hiếu Vũ. Vâng, gọi anh trọng tài ra lobby rồi. Ngày hôm nay trong cuộc đối đầu với Feather God thì Aloisi Jab cũng rất tự tin sau những tình huống mà trọng tài lobby.
Vâng, đây sẽ là tình huống rất quan trọng của Aloy Siyajap trong ván thi đấu này. Rồi. Vừa rồi thì là một tình huống cộng không thành công con bi mục tiêu số 10. Rõ ràng thì mọi thứ nó cũng không thể phải khó khăn đến như vậy. Nhưng có lẽ là Aloy Sir Jab đã quá vội vàng để kết thúc đi trận thi đấu này. Chính xác là ván thi đấu này thì đúng hơn. Có năm là rất xa nhưng đến lượt cả Zilinski sút tê cũng không thành công. Ôi, chuyện gì đang xảy ra trên bàn thế này? Có nhiều anh em bảo là Zielinski không biết sút tê, thì lúc đầu trận sút quả sút tê căng phết, từ đầu bàn đến cuối bàn vẫn có bi dành cho Zielinski, mà sau quả vừa rồi sút ở xa bàn các bạn, vừa ở xa quá, chấp nhận thôi. Ôi, bàn này có quỷ rồi, bàn này có quỷ rồi anh em ạ. À, tôi đang xem cái gì đây? Zielinski sẽ tung ra cho mình một cú thủ bi. Nhưng tình huống thủ bi này có lẽ cũng chưa phải là một tình huống thủ bi quá kín. Cái thì đã sát băng, nhưng 6 thì vẫn còn đang nằm ở gần giữa băng. Hình bi đang xếp hàng ở bên phía tay phải và có vẻ như là một hình bi hơi xấu đối với các cầu thủ ở thời điểm hiện tại. Đang liên tục nhường lại lượt cho nhau sau những cú thủ bi. Nhìn khá khoai. Chạy đạn nữa đến từ Zielinski. Chạy đạn tiếp The Aloysius Jab. Và cú chạy đạn của Jab nhìn có vẻ chất lượng hơn. Bây giờ thì sẽ phải A băng để tìm 6. Và cú A băng này của Zielinski rất có thể sẽ phá hình 6 và 7 ra. Cơ hội có vẻ như là rộng mở hơn đã lo siết giáp một chút. Vâng, chạm vào 6 trước hay chưa kìa, và thậm chí là 6 và cái còn đang dính lấy nhau. Đường vượt nó đường để vuốt má 6 hình như là không còn nữa rồi. 7 khá là béo trong pha thi đấu này. À, băng thôi.
quả băng của Aloysius Jack. À xin lỗi các bạn, đó là Zielinski. Thôi rồi. Quả băng thế này là mất hết rồi. Cơ hội để cho Aloysius Giáp có thể dành cho mình được điểm số thứ hai. Một cơ hội rất rõ ràng. Vừa có một tình huống Aloysius Giáp gọi lỗ 5 bên trên. Anh muốn đưa con bìm về phía lỗ 5 kia. Còn nếu nó chết thật thì Aloysius Giáp sẽ tự bắt đuôi chính mình. Dừng lại rồi. Nhưng dừng lại ở cửa lỗ. Aloysius Giáp tự cảm thấy thất vọng với cú đánh của mình. Có lẽ là một cú đánh mà Aloysius Giáp đã không thực sự chính xác trong tình huống ra vậy. Ôi, tôi đau tim quá. Tôi đau tim quá các bạn ạ. Zielinski cũng không thể dứt điểm được bi số 7 vừa rồi. Có khi nào tâm lý đang đến với tay cơ trẻ của Ba Lan hay không? Đúng là chân mệnh thiên tử rồi. Aloysius Giáp chân mệnh thiên tử. Và điểm số thứ hai ở trong set thi đấu thứ hai này dành cho Aloysius Giáp sau một ván thi đấu mà cả hai phải đấu trí với nhau rất nhiều. Chỉ có kẻ may mắn hơn, chính xác hơn là người giành được chiến thắng. Và ngay lập tức có một tình huống mài kiếm tại nhà thi đấu luôn. Đúng là người xuất hiện ở trên banner giải đấu có khác. Mặc dù thì không phải Free Fire nhưng mà sống sai thì chắc chắn là thành huyền thoại rồi. Ván thi đấu thứ ba của set thi đấu thứ hai. Mới chỉ có 2 điểm thôi, cũng bằng với điểm số của Giáp khi mà Giáp nhận một trận thua ở ván thi đấu trước. Con một vừa rồi định cung vào nhưng con năm chạy lại ủn đít và cơ hội đánh sẽ tiếp tục thuộc về Alan Sherchap mà thôi.
Có vẻ như đây sẽ là một tình huống mà Giáp muốn mượn má con 2 và dò cho mình con bi mục tiêu số 5. Đúng là như vậy. Đã dò thành công được bi mục tiêu số 5 rồi và thậm chí là còn đưa hai về một vị trí không phải là tệ lắm. Ý muốn của Giáp đó là con 2 sẽ ở kia cơ. À, con cái sẽ ở kia cơ. Không ổn lắm nhưng đó là Giáp cảm thấy như vậy thôi. Tôi nghĩ là Giáp vẫn có thể xử lý được. Quyết định của Giáp sẽ là cân hai không thành công. Rất đáng tiếc cho Aloysius Giáp. À, công nhận với các bạn là nhìn Aloysius Giáp rất giống hai người nổi tiếng của Việt Nam. Đầu tiên là anh Đình Vũ, ca sĩ, và anh Seme, streamer. Giáp không làm được con hai này thì hãy để cho Zielinski con cái phanh lại đúng vị trí mà Zielinski đã mong muốn. Đang phải nhìn trước cho mình đi một con số 6. Còn với thế hình cái và ba này thì là xuống 4 quá dễ với Zielinski rồi. Kéo cái về bên phía trái bàn rồi đánh 6 lỗ 5 bên phải. Sẽ là đẹp nhất cho Zielinski. Và đây có lẽ là hết hình với cơ thủ người Ba Lan rồi. Quá dễ dàng với Zielinski. Aloysius Giáp thì là người Singapore các bạn ạ. Cầu thủ người Singapore. Quá chính xác. Điểm số đầu tiên cho Zielinski ở trong set thi đấu thứ hai này. Không biết có thực sự là Alloy Felix Giáp hay không. Nhưng ít nhất thì Zielinski cũng đang kéo lại được điểm số của mình. Vâng, tất cả kịch bản đã được biên hết rồi. Mọi thứ trong ván đấu đã được liên kết rồi. Anh em ngồi xem thì cũng thấy miên phết. Một tình huống phá hơi thiếu may mắn đến từ Zielinski. Đã có bi mục tiêu xuống lỗ nhưng đây là một hình bi không đẹp, không đẹp cho Zielinski một chút nào cả. Có biết là Zielinski có muốn đánh an toàn hay không?
đang tính toán rất lâu với góc kê gậy là muốn một cú A băng, nhưng với mới phá xong thì A băng thật luôn à, đánh an toàn. Vâng, đó là một đánh an toàn. Vừa rồi là góc để đặt cú đánh an toàn của con bi cái chứ không phải là góc A băng. Vâng, lại thêm một lần nữa thì Zielinski muốn ngồi vào cái ghế của Giáp, cứ bị nhầm thôi. Thì hôm nay chắc chắn là làm khó được cầu thủ người Indonesia, à xin lỗi các bạn, đó là Singapore. À, như vậy cái quá sát băng để cho Giáp có thể tung ra là cho mình một tình huống lý trừ nhân kia gì đó. Như vậy là Aloysius Giáp vẫn sẽ quyết định gọi cho mình bi mục tiêu số 2. Giò hai không thành công rồi. Mặc dù thì giò hai không thành công, nhưng Aloysius Giáp vẫn đã thành công trong việc đánh thủ với hình bi này. Và thêm lần nữa thì Zielinski sẽ cầm chiếc gậy nhảy của mình ra. Và ở set đầu tiên thì Zielinski nhảy mấy quả đầu nhìn rất bánh cuốn. Thì anh em trên kênh bảo là không biết nhảy, vẫn biết nhảy nha anh em nhé, nhảy thậm chí là còn nhảy tươi luôn đấy chứ. Pha này nhảy thế này thì lộ liễu quá, pha nhảy quá lộ liễu của Zielinski mất rồi. Và ngay cả cơ thủ người Ba Lan cũng đã tự lắc đầu sau cú nhảy của mình. Điều đó chúng ta thấy rằng cú nhảy vừa rồi nó đã thực sự khiến cho Zielinski cảm thấy hơi thất vọng đến như thế nào. Mình nghĩ là 7 và 10 thì vẫn còn đường. Mình nghĩ là như vậy. Nếu việc con 10 nằm lệch sang bên phải như thế này thì có thể 10, à xin lỗi các bạn, là có thể đánh 7 về lỗ 5 bên trái. Chắc là vẫn được thôi. Quan trọng thì bây giờ sẽ phải là 2, 4 và 5, 6 trước đã. Con 2 này chắc là không phải vấn đề đối với Aloysius Sharp thôi. Đó. Gãi nhẹ vào 8 lên 4. Vẫn đang tỏ ra hơi lắc đầu một chút. Có vẻ như là Giáp đang rất muốn ăn con 7 này qua lỗ 5 bên trái. Nhưng với hình bi này thì sẽ là một tình huống mà Giáp phải sử dụng cho mình kha khá lực. Con bi đẹp luôn. Thậm chí là Giáp còn đã chỉ vào cái lỗ mà anh ấy muốn ăn 7 rồi. Nó có ý định quá rõ ràng. Một góc nhìn mà khi chúng ta đã biết thì chắc chắn là Giáp đã thừa biết. Chỉ là Giáp có lẽ là đã có hơi những cái sự thiếu chính xác trong những cú xử lý trước đó mà thôi.
xử lý nhiều lực thì mới có thể kéo được lão bi cái về bên phía bên này. Không thành công. Thôi. Cũng không biết là Phượng Hoàng hay là Chân Mệnh Thiên Tử như thế nào. Nhưng với cú đánh vừa rồi thì chắc chắn Giáp chỉ có thể tự trách mình thôi. Quá đen dành cho Alois Giáp. Với một cơ hội ngon ăn như thế này, đối phương dọn cỗ ra tận nơi rồi mà lại không sơi nữa thì Zilinski sẽ cảm thấy có lỗi với Giáp lắm. Chúc mừng Zilinski với điểm số thứ hai ở trong ván thi đấu thứ hai này. Các cụ vẫn hay bảo là khách đến chơi nhà không trà thì nước, mà không những là dọn trà dọn nước, Giáp còn dọn nguyên một mâm cỗ với bốn bi còn lại. Quá thơm ngon dành cho Zilinski. Fedegos thì đã bị loại khỏi giải đấu rồi, đây là trận chung kết, chúng ta sẽ không còn Fedegos ở trận nào nữa cả, chính là trong giải đấu lần này. Giáp chính là người đã loại Fedegos các bạn ạ. Ván thi đấu thứ 5, set thi đấu thứ hai và người đang có quyền phá bóng đó chính là Zielinski. Buổi sáng ngày hôm nay thì Pedergott và Aloysius Jab đã có một ngày thi đấu rất căng thẳng. Lại là một bi phá và không có bất kỳ một bi mục tiêu nào dành cho Zielinski cả. Pedergott và Jab đánh nhau sứt đầu mẻ trán trong 3 hiệp. Hiệp 1 thì nghiêng hẳn hoàn toàn về bên phía của Fedegot. Nhưng sang hiệp 2 thì bác Giáp comeback cực mạnh. Rồi sau đó là hiệp 3. À xin lỗi các bạn, đó là đúng rồi, sau đó là hiệp 3 với chiến thắng dành cho Giáp. Giáp. Điều quá hay. Gửi cái lên lại để có thể có được cho mình bi mục tiêu số 3. Sẽ là một tình huống kéo cái ra với một cú chặt 4. Một góc mà chắc chắn là cú chém của Giáp phải hết sức là chính xác. Coi như thì đó là một cú thủ bi dành cho Aloysius Jab mà thôi. Còn cú đánh vừa rồi là cú đánh mang ý định thủ rất nhiều. Bởi vì nếu như cho dù có được bị một tiêu số 4 đi chăng nữa thì sẽ là một pha mà Jab phải xử lý rất cẩn thận với bị một tiêu số 5. Nên đó chắc chắn đã là một tình huống mà Jab tính tới việc đánh thủ có bị một tiêu số này rồi. Và cơ hội sẽ được nhường lại cho Zielinski.
Xin luôn cái lỗ 10 với con bi số 4 vừa rồi. Má quá đẹp để có thể ra được bi mục tiêu số 6 dành cho Zilinski. Nhưng bây giờ thì sẽ phải tính toán đấy, con bi mục tiêu số 7 này. Một con bi mà có vẻ như là hơi đau đầu dành cho Zilinski. Ua. Mượn hẳn 3 băng về lại 7 ăn lỗ 5 dưới trái. Quá khủng khiếp với màn trình diễn ít nhất là trong cú đánh vừa rồi của Zilinski. Cứ bình tĩnh thôi, điểm số thứ ba đã ở rất gần với em rồi, Zelensky ạ. Tình huống quyết định với điểm hưu ở trong set thi đấu thứ hai này. Rồi thì Zelensky bảo là chú lau hộ cháu con bi được không? Cháu thấy nó lăn hơi chậm. Tí dầu lin thì càng tốt. Má quá đẹp với con 10. Không chạy đâu được nữa rồi, điểm số thứ ba trong set thi đấu thứ hai. Hưu dành cho Zielinski. Cũng không biết là chân mệnh thiên tử hay là phượng hoàng như thế nào, nhưng liệu rằng Zielinski có trở thành Felix Killer hay không? Đánh quá tốt, thật sự là như vậy. Nền tảng kỹ thuật của Zielinski cảm giác là thực sự khủng khiếp. Cú cho ba băng về lại sau đi con bảy đấy là một cú đánh chắc chắn không phải là dễ. Nó không có ý nghĩa là tôi chê giáp nền tảng kỹ thuật không tốt hay như gì. Quan trọng đấy là gì? Quan trọng là Zilinski đã rất tự tin trong việc là phô diễn kỹ thuật của mình. Những con đấy thì giáp chắc chắn là cũng đánh được thôi. Nhưng như tôi vẫn hay nói về việc đấy là đẳng cấp là khi biến những thứ tạp trở thành những thứ đơn giản. Cứ biến mọi thứ trở về đơn giản thì chắc chắn là đẳng cấp rồi. Tình huống phá của Zilinski với hai bi mục tiêu dành cho anh chàng này. Cái gì đây? Ôi rồi ôi! Làm hớp nước cho bình tĩnh đã. Cộng ngay con 10. Ngay con 10 cho anh. Làm hớp nước. Mở đều. Chỉ cần chạm ba thật nhẹ vào 10 thôi là đã có ngay cho mình một cái bắt tay đến từ Alloy Siêu Giáp rồi. Cộng thành công được bi mục tiêu số 10 và chúc mừng Zilinski. Anh đã chính thức là nhà vô địch của Michigan Open 2023 với hai set thi đấu đều là kết quả 4-2 và cùng một kịch bản, một cái thở dài đến từ Zielinski. Có thể là Zielinski nhảy không quá tốt, nhưng đôi khi thì những cú nhảy không phải là quá quan trọng. Vâng, và cảm ơn anh em đã theo dõi phần bình luận của mình trong ngày thi đấu hôm nay. Hẹn gặp lại anh em vào một ngày khác trên Billiard Pool VN. Chúc anh em có một ngày chủ nhật vui vẻ với gia đình và người thân.